Mình đang cho nó, mình táo nó đang ăn mọi người ạ. Con này nó thích ăn táo lắm. Xin chào tất cả mọi người nha. Đấy con vẹt khổng lồ đấy mọi người ạ. Con này là to nhất trong đàn đấy. Con vẹt này là con vẹt Nam Mỹ nha mọi người. Con này rất to. Con này nói to lắm, kêu cũng to mà nói cũng to mọi người ạ. Mọi người nhìn nó ăn táo kìa, nó ăn nó mỗi ruột thôi, còn nó vỏ nó vật đi, khốn thật, con này khốn thật. Con này đã mua được 2 năm rồi nha mọi người, nó nói rồi nhưng mà thỉnh thoảng nó mới nói cơ, không phải lúc nào cũng nó cũng nói. Những loài vẹt thì nó ở gần người thì nó học nhanh mà nó hay nói, còn ở xa người thì nó học lâu mà nó ít nói lắm mọi người ạ. Những cái hạt cám này nó cứng mọi người ạ, nó lấy sáng nó nhúng được nó ăn cái mềm ấy. Con này khôn lắm. Đây đấy, nó nhúng nước, nhúng vào nước cho mềm để nó ăn ấy. Đấy là thức ăn của nó này. Đây là cám nha mọi người, giống như kiểu hạt ngô này nha. Cám mà to giống như hạt ngô đấy. Để lúc nào cho ra ngoài thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Hôm nay mình quay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Mọi người thấy chim đẹp thì nhớ đăng ký kênh giúp mình, nhớ like, chia sẻ giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.